qua có màu ta nó xuống nó lỡ xuống mà là có không màu muốn về đằng nào đấy không nói xuống rồi. Không hả ông ấy là xuống ông dẫn là giới thiệu cái ông đó à bảo ông ấy đợi xuống. Bây giờ là mấy giờ? 12 rưỡi xem lát rồi em đi ăn trưa rồi em quay lại chắc tầm 2 giờ 2 rưỡi gì đó. Dạ dạ. Rồi rồi. Dạ. Anh nói chuyện này không sóng. Khá hỏi nó khá hỏi cả mình sáng.